Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm qua, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với huyện Trần Văn Thời tổ chức tìm kiếm quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời. Trước đó, qua tiếp nhận thông tin liệt sĩ từ các nhân chứng, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau đã tiến hành khảo sát, xác định vị trí nơi an táng liệt sĩ và tiến hành quy tập. Bộ hài cốt được xác định là liệt sĩ Dương Tấn Lời, hy sinh vào khoảng năm 1952, sau khi hy sinh được nhân dân an táng tại ấp Ông Bích, xã Khánh Bình cho đến nay. Mặc dù thời gian liệt sĩ hy sinh đã lâu, nhưng bộ hài cốt vẫn còn khá đầy đủ, nên việc quy tập diễn ra thuận lợi nhanh chóng. Sau khi quy tập, Ban Chỉ đạo 24 huyện Trần Văn Thời đưa bộ hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ huyện, chờ làm lễ truy điệu và an táng liệt sĩ theo quy định. Cũng trong hôm qua, Ban Chỉ đạo 24 huyện Thới Bình đã tiến hành quy tập, cất bốc một hài cốt liệt sĩ trong khu vườn của gia đình bà Quỳnh Ngọc Tuyết ở ấp 8 xã Trí Lực, huyện Thới Bình. Bộ hài cốt liệt sĩ được gia đình bà Tuyến phát hiện trên phần đất gia đình trong quá trình cải tạo đất. Qua xác minh từ các nguồn tư liệu và các nhân chứng, Ban Chỉ đạo 24 huyện Thới Bình khẳng định đây là hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện tại đã xác minh được tên của bộ hài cốt liệt sĩ là Lê Văn Thuấn, hy sinh vào năm 1958, chưa xác định được tuổi, quê quán và đơn vị tham gia chiến đấu. Sau khi quy tập, sẽ được đưa vào nghĩa trang liệt sĩ huyện an táng. Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được Ban Chỉ đạo 24 huyện Thới Bình tổ chức vào ngày 26 tháng 7 tới. Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu năm 2023 đến ngày 18 tháng 7, thiên tai đã làm thiệt hại gần 20 tỷ đồng. Ngoài hư hỏng nhà cửa, công trình giao thông, phương tiện đánh bắt, còn có 214 vị trí giang sông bị sạt lở, với chiều dài 4.925m, hơn 1.700m bờ bao bị dỡ. Đặc biệt, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, trên địa bàn tỉnh những ngày qua xuất hiện mưa to kèm theo dông lốc đã làm thiệt hại 34 căn nhà dân ở các huyện Phú Tân, U Minh và Trần Văn Thời, làm sụp lún khoảng 50m kè bản nhựa tại xã Khánh Hội, huyện U Minh. Hiện nay đang vào mùa mưa bão, các đồn biên phòng trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đẩy mạnh công tác kiểm tra phương tiện khai thác thủy sản trên biển, thực hiện nghiêm các quy định hàng hải trước khi ra khơi và nâng cao ý thức phòng chống thiên tai cho ngư dân. Toàn huyện Ngọc Hiển có trên 450 phương tiện khai thác thu mua thủy sản trên biển. Các đơn vị biên phòng trên địa bàn huyện làm tốt công tác kiểm soát phương tiện ra vào cửa sông, cửa biển, duy trì lực lượng thường trực 100% quân số, thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển. Chủ động phối hợp với địa phương tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về đánh bắt thủy sản và đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị thông tin liên lạc, dụng cụ phao nổi nhằm chủ động phòng chống thiên tai trên biển. Bên cạnh kiểm soát chặt phương tiện ra vào cửa biển, các đồn biên phòng thường xuyên thông tin liên lạc với ngư dân để nắm chắc tình hình trên biển, nhất là khi có bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra, để các phương tiện chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, ra khỏi khu vực nguy hiểm, tránh trú an toàn. Theo Hiệp hội Xuất khẩu và Chế biến Thủy sản Việt Nam, một trong những thị trường xuất khẩu thủy sản chủ lực của Việt Nam đó là Mỹ, được dự đoán sẽ phục hồi từ nửa cuối năm do lạm phát hạ nhiệt, mức tồn kho giảm, nhu cầu phục vụ dịp lễ cuối năm tăng. Điều này giúp kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Mỹ kỳ vọng sẽ tăng 40-50% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tại thị trường EU, tiêu thụ cá tra tiếp tục cải thiện và ổn định. Thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc dự báo nhu cầu tăng nhẹ từ cuối quý 3. Để tận dụng cơ hội trong nửa cuối năm, nhiều doanh nghiệp thủy sản đang tích cực rà soát lại chi phí để cung cấp cho khách hàng sản phẩm với giá tốt nhất, tập trung đa dạng hóa sản phẩm, chế biến chuyên sâu, đầu tư vào chuỗi giá trị để duy trì đơn hàng. Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành có niềm tin rằng ngành thủy sản sẽ hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ đô la đề ra trong năm nay. Hiện nay, huyện Ngọc Hiển có hơn 87% cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh đã lắp đặt mã QR thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có 52% cơ sở sử dụng thường xuyên. Để giúp tiểu thương, người tiêu dùng trải nghiệm và tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại, các tổ công nghệ số cộng đồng đã hướng dẫn mở tài khoản và tạo mã QR cho tiểu thương tại các chợ truyền thống, cơ sở kinh doanh, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn. Với bản mã QR, khách hàng chỉ cần thao tác vài bước trên điện thoại thông minh là có thể thanh toán hóa đơn một cách dễ dàng mà không cần mang theo tiền mặt. Nhờ ưu điểm nhanh chóng, an toàn và bảo mật, hiện số người dân, khách hàng trên địa bàn huyện sử dụng dịch vụ quét mã QR ngày càng tăng.
Các cơ sở dịch vụ như cửa hàng tiện lợi, chợ dân sinh hay quán ăn, quán cà phê, quán vỉa hè đều có dịch vụ quét mã QR, từ đó dần thay đổi thói quen thanh toán cho cả người dân và tiểu thương, hướng tới hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội số của huyện Ngọc Hiển. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% xuống còn 8% trong thời gian từ tháng 7 cho đến hết tháng 12 năm nay. Thuế giá trị gia tăng là sắc thuế được áp dụng rộng rãi ở gần như tất cả hàng hóa, dịch vụ và có tầm ảnh hưởng rộng nhất trong đời sống người dân. Do đó, việc giảm thuế này không chỉ tiết kiệm chi phí cho người dân, kích cầu tiêu dùng mà còn thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thuế giá trị gia tăng từ 10% giảm xuống còn 8% giá trị hàng hóa, áp dụng đối với các mặt hàng kinh doanh thương mại dịch vụ. Điều này khiến người tiêu dùng như bà Liên rất vui mừng, vì trên cùng một sản phẩm trả ít tiền hơn, tương đương với mức giảm 2% so với trước đó. Mình cảm thấy mừng chứ. Vậy ví dụ như chi tiêu mình nó hơi lấy lại chút xíu, giảm lại. Mình người nông dân mà mình làm ít cái tiền thì cái gì mình cũng thấy nó cũng đỡ cho gia đình mình. Người tiêu dùng thì thấy vậy là phải mừng rồi. Giá cả thì cũng hợp lý, mua cũng tiện, đồ thì cũng tươi không à. Sáng thì đi ra đây mua đồ rau củ cả rồi đó. Theo quy định của Nghị định 44, giảm thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa dịch vụ như viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản hay kim loại. Việc giảm thuế được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công kinh doanh thương mại. Đối tượng đầu tiên được hưởng lợi từ chính sách này là người tiêu dùng. Ở siêu thị Gốc Mắc Cà Mau thì đã thực hiện giảm thuế theo quy định của bên thuế là theo từng cái nhóm hàng và được giảm kịp thời đúng quy định, thì cái việc mua sắm giúp cho việc mua sắm của khách hàng cũng giảm được cái chi phí khi chi tiêu mua sắm hàng ngày. Sau dịch COVID-19, kinh tế của nhiều gia đình vẫn còn gặp không ít khó khăn. Việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng vào thời điểm này sẽ giúp người tiêu dùng tiết kiệm phần nào chi phí trong sinh hoạt. Đây cũng là hình thức nhằm kích cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân huyện Tum Mơ Rông, tỉnh Kon Tum để xác minh thông tin về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam, địa chỉ số 44 ngõ 120 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, dùng giấy xác nhận của huyện để làm hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, giấy xác nhận này đã bị huyện Tum Mơ Rông thu hồi từ cuối năm 2022. Trước đó, từ tháng 1 năm 2023, các cơ quan truyền thông đã liên tiếp phản ánh về Công ty Cổ phần Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam. Dù chưa trồng một cây sâm nào, nhưng vẫn công bố sở hữu vườn sâm Ngọc Linh lớn nhất thế giới, với diện tích 600 hectare, được trồng trên đỉnh núi Ngọc Linh. Mặc dù không sở hữu trồng vườn sâm Ngọc Linh nào, nhưng thời gian qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam vẫn liên tiếp mở các cửa hàng bán sâm Ngọc Linh và các sản phẩm chế biến từ sâm Ngọc Linh trên khắp các địa phương trong cả nước. Để có thể hòa nhập vào cộng đồng sau lầm lỗi, bên cạnh sự nỗ lực vượt qua khó khăn về kinh tế, những người chấp hành xong án phạt rất cần sự giúp đỡ từ nhiều phía để có thêm nghị lực tránh xa cám dỗ, tránh xa thói hư tật xấu, trở thành người có ích cho bản thân và xã hội. Vài năm trước, do thiếu hiểu biết, thêm bạn bè xấu rủ rê, người đàn ông này đã vi phạm pháp luật. Ngày anh trở về đoàn tụ với gia đình, bên cạnh niềm vui là sự lo lắng, chưa biết cách nào xoay sở để nuôi sống vợ con. Thêm vào đó là tâm lý e ngại, mặc cảm với quá khứ lầm lỗi của bản thân. Nắm bắt được tâm tư của anh Huy, Công an tỉnh Cà Mau đã trích 5 triệu đồng từ đề án giúp người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ anh mua con giống để nuôi tôm. Đến nay, anh và gia đình đã có thêm thu nhập từ sự giúp đỡ này. Rồi nói chung được phần hỗ trợ của nhà nước thì nói chung em cũng rất là mừng. Nói chung cũng có một số tôm với cua. Rồi bây giờ nói chung là sổ cũng có lấy gai, nước gồm cũng được chịu hoài gì đó. Bên cạnh hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế, chính quyền địa phương và bà con nơi đây cũng quan tâm, tiếp xúc để nắm tình hình, động viên anh xóa bỏ mặc cảm, không nên tiếp xúc đối tượng xấu để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Về phía công an có cái là thực hiện theo cái đề án có hỗ trợ cho ảnh coi như là trong cái tôm trong cái
việc nuôi tôm rồi con tôm giống thì nói chung anh Huy anh thực hiện cũng khá tốt. Nhìn chung là thực hiện đúng theo cái mà phương án để đề ra. Thì công an xã cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể rồi các ấp là thường xuyên thăm hỏi, động viên rồi tuyên truyền như hướng dẫn rồi giới thiệu cho các đối tượng này cũng có công ăn việc làm ổn định. Qua nắm được thì 16 đối tượng này là không có cái trường hợp là tái phạm tội. Việc hỗ trợ kinh phí để giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng là chủ trương đúng đắn và rất cần thiết. Những khoản tiền tuy không nhiều nhưng đã tạo cơ hội cho họ cố gắng vươn lên, tự chăm lo cuộc sống cho bản thân và gia đình. Một trong những mong muốn của những người lầm lỡ ở cuộc sống đời thường, đó chính là sự chia sẻ, niềm động viên, an ủi của người thân và láng giềng. Hãy tạo điều kiện để họ hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội. Thưa quý vị, đội tuyển nữ Việt Nam đang gấp rút tăng cường tập luyện trên sân Pratelapat, chuẩn bị kỹ càng cho những trận đấu lớn sắp tới. Theo bảng E World Cup nữ 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Mỹ ngày 22 tháng 7, Bồ Đào Nha 27 tháng 7, Hà Lan 1 tháng 8. Sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục những buổi tập ở sân tập Fred Taylor Park. Trong điều kiện thời tiết không quá lý tưởng, trời mưa nhẹ và lạnh, buổi tập diễn ra trong tiếng cười của các cầu thủ và một không khí rất thoải mái nhẹ nhàng. Điều này có thể có được là nhờ cuộc giao lưu với người hâm mộ trong buổi tập mở cửa cho công chúng chiều qua, cùng với công tác tâm lý của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Các cầu thủ cũng đã quen với thời tiết ở New Zealand hơn. Theo trung vệ Diễm My, đội tuyển đã bắt đầu giảm cường độ tập trong các buổi tập gần đây trong những ngày chuẩn bị cho trận đấu ra quân với đội tuyển Mỹ. Trả lời phỏng vấn của báo chí, Diễm My cũng cho biết đội đã rất chú trọng đến công tác phòng ngự vì Mỹ rất mạnh trong tấn công. Trong những trận giao hữu vừa rồi thì bác và toàn đội đã rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm, và trong bài tập vừa rồi bác cũng đã tập riêng cho hàng phòng ngự và cũng như tôi toàn đội về cách mình phòng ngự phản công ấy ạ, nên là bác đã chú trọng về cái khâu phòng ngự rất là nhiều, và bác đã cho bọn em tập về những quả bóng bọng hay là chọc khe để cho bọn em bọc lót được tốt hơn ạ. Đội tuyển nữ Việt Nam có 3 buổi tập ở sân Fred Taylor Park trước khi có buổi tập chính thức tại sân Eden Park vào ngày 21 tháng 7, một ngày trước trận đấu với Mỹ. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chuyển động ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.